Theo đề xuất, bến xe khách thứ nhất có quy mô 1 hecta được cắt ra từ bến xe tải Thanh Trì, nằm cạnh đường Vành Đai 3, cách bến xe nước ngầm khoảng 2 km. Cũng nằm trên tuyến đường này, cách đó khoảng 2 km, Sở Giao thông Vận tải lại đề nghị cắt 1 hecta từ bến xe tải Khuý Lương để làm bến xe khách thứ hai. Bến xe nước ngầm cũng sẽ được mở rộng hơn từ 1 hecta lên 1,7 hecta. Như vậy, nếu được quy hoạch tính cả bến xe Giáp Bát trên địa bàn quận Hoàng Mai sẽ có đến 4 bến xe khách. Đại diện Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng phương án này sẽ làm cho quy hoạch bến xe Hà Nội trở nên manh mún, tạo sự cạnh tranh không đáng có giữa các bến xe và doanh nghiệp vận tải. Một số chuyên gia khác thì cho rằng với các bến xe khách mới gần nhau nằm trên cùng tuyến Vành Đai 3, khó tránh khỏi hiện tượng đón khách dọc đường, biến đoạn đường này thành một bến xe rủ cỡ lớn. Một chuyên gia về giao thông đô thị cho rằng việc xây dựng các bến ngoại vi thành phố là cần thiết, nhưng với một độ dày như vậy là lãng phí đầu tư. Chưa kể, sử dụng chung bến xe khách và bến xe tải phát sinh nhiều nguy cơ mất an toàn.